Hello Baby Shark. Xin chào các bạn nhỏ lớp Baby Shark. Ngày hôm nay cha Amy đã giới thiệu cho các bạn thêm về các thành viên trong gia đình của chúng mình đúng không ạ? Ok, vậy chúng mình cùng ôn tập lại xem chúng mình đã được học về thành viên nào trong gia đình nhá. Look at the board. Who is this? Đây là ai nhỉ? Đây có phải là ông của chúng mình không ạ? Chính xác rồi. Vậy thì chúng mình có thể gọi ông bằng cách nào trong tiếng Anh? Chúng mình đọc như nào nhỉ? Grandpa, Grandpa, bạn nhớ nhá, Grandpa. Ok, và ai nhỉ? Who is this? Đây là ai? Đây phải là bà của chúng mình không? Đúng rồi ạ. Và chúng mình gọi bà trong tiếng Anh là như thế nào ạ? Grandma, Grandma. Ok, Grandpa, Grandma. Ông, chúng mình nói như nào? Là con yêu ông ạ. I love grandpa. Good. Và nói con yêu bà, chúng mình nói như nào nhỉ? I love grandma. Các bạn nhớ chưa? Rồi. Và thưa chị Amy đã dạy cho các bạn một bài hát rất là hay. Đó là bài hát Skidamarink. Chúng mình cùng ôn lại nha. Skidamarink ka ting ka ting, skidamarink ka do, I love you. Skidamarink ka ting ka ting, skidamarink ka do, I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarink ka ting ka ting, skidamarink ka do, I love you. Đó, rất là hay. Và chúng mình có thể khi mà chúng mình nói yêu ai, chúng mình nói yêu mẹ, chúng mình nói như nào nhỉ? I love mommy. Khi mà nói chúng mình yêu ông bà, chúng mình nói như này. Và yêu ông, I love grandpa. Rồi, bây giờ các bạn có thể nói con yêu tất cả mọi người được rồi đúng không ạ? Ok, chúc các bạn ôn bài vui vẻ nhé. Goodbye.